Thưa quý vị, bây giờ là chuyên mục văn hóa xã hội. Xin mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Thạch Thảo đăng trên trang Facebook cá nhân. Cái giá của hai chữ Việt Kiều. Hầu hết người Việt mới sang định cư nước ngoài thường là bị ghét. Sự khác biệt từ ý thức hệ, lời nói, suy nghĩ khiến dễ cho người Việt lâu năm mang cảm giác dị ứng. Và đó lại là sự thật. Bản thân người Việt mới sang một quốc gia nào đó thường tự làm cho người ta không ưa mình. Chính họ tự làm người ta dị ứng chứ không phải là sự kỳ thị của lớp người đi trước. Quan điểm của nhiều người ra nước ngoài ngày hôm nay đa số là vì kinh tế, muốn con cháu tiếp cận nền giáo dục tốt hoặc vì muốn mình trở thành Việt Kiều hơn là tị nạn chính trị. Đôi khi lời nói người mới qua dễ tổn thương các thế hệ đi trước, thế hệ mà đã trải qua nhiều đau thương lịch sử để được ngày hôm nay cho thế hệ tiếp theo đón nhận. Thế hệ cha ông chính là người có công, đặt viên gạch đầu tiên gây dựng nên cộng đồng với những khu phố Việt, nhà hàng Việt, hệ thống cơ sở thương mại Việt và cả ngân hàng nói được tiếng Việt. Các lớp người mới đến định cư hầu như không phải trải qua giai đoạn khó khăn cơ cực đi lên. Đa số đều được người thân trải đường giúp đỡ, không phải trả giá bằng mạng sống và nước mắt. Họ cũng không phải sống trên sự tiết kiệm, dành yêu thương trên từng thùng quà hay phải gửi tiền hàng tháng giúp gia đình còn lại bên kia bờ đại dương. Vì thế mà thái độ xem thường cho rằng đó là điều đương nhiên mình được hưởng những cái miễn phí tại xứ người. Người mới qua đó, hầu hết trên 50% là sống ích kỷ, đặt cái tôi hàng đầu, một sự khác biệt lớn giữa thế hệ đi trước hy sinh cho người thân. Nhiều quan điểm, ý nghĩ sai lầm dẫn đến sự xa cách trong các mối quan hệ gia đình lẫn bạn bè. Thật ra thì bất kỳ điều gì cũng phải trả giá từ các thế hệ cha ông và không gì trên trời rơi xuống. Ngay cả freedom is not for free, tự do không có miễn phí. Đừng vội vàng vô ơn quay lưng lại những người giúp mình. Đừng chê người ta nghèo hơn mình. Đừng than buồn không có tô phở nóng sáng sớm như ở quê nhà, toàn là thực phẩm đông lạnh, chán. Đừng than không ai nhậu bia, karaoke thường xuyên. Đừng nói thẳng, thà ở Việt Nam vui hơn và có tiền Việt Kiều gửi về. Hãy biết trân quý những gì ta đang may mắn hơn hàng chục triệu người, bởi lẽ không phải ai muốn xuất ngoại cũng được. Không phải ai bỏ tiền ra 50 hay 60 ngàn đô la cho mỗi đầu người là đi qua được tới trời Tây đâu. Lấy giả chồng hay vợ chưa chắc đến nơi dù có bỏ tiền ra. Diện đầu tư không hẳn lúc nào cũng đều dễ dàng. Thay vì yêu quý cái mình có thì đừng tỏ ra ta đây hơn người và bất cần. Nếu yêu thiên đường thì nên về luôn, vé máy bay một chiều, không nên xem đây như một quán trọ đi đi về về. Con người đứng núi này trông núi nọ và thực sự không trung thành một tổ quốc nào thì con người ấy xem như bỏ. Bản thân bạn đã làm cho người ta ghét và khó hết lòng với nhau. Không nên lợi dụng đất nước cho con cái mình hưởng miễn phí từ thuế của nhiều công dân khác làm việc vất vả đóng thành ngân sách. Không nên về Việt Nam hưởng thụ nhưng qua trời Tây lại gian dối lương lẹo qua mặt chính phủ để hưởng các phúc lợi xã hội. Đó là sự không công bằng và làm xấu đi hai chữ người Việt hải ngoại. Những câu khó nghe nên về quê nhà nói hơn là vô tình hay cố ý chà đạp lên tinh thần yêu tự do dân chủ mà người ta phải bán mạng trên biển Đông của hàng triệu đồng hương. Nếu ai cứ hay bào chữa chế độ cộng sản, khen vui, khen sướng, thì hãy về bển mà ở luôn mới là người có lòng tự trọng. Chê mà cứ nhờ vả thì nhục vô cùng. Anh là ai, chị là ai, chẳng là cái quái gì nếu chưa cống hiến gì cho vùng đất mới mà mình đang sống. Hãy thể hiện trên hiệu quả công việc và sự đóng góp của một công dân. Còn đi hai mặt cuối cùng thì chỉ tự làm nghèo nhân cách mình mà thôi. Khó lấy niềm tin của người Việt đồng hương nếu bạn thuộc thành phần khó tin. Ngay người nước ngoài bản xứ cũng không tin bạn và đánh giá thấp. Vấn đề quan trọng cần phải nhớ đến rằng các nước tự do, nơi bạn đang sống cho bạn biết bao cơ hội vươn lên nhưng không bao giờ có cơ hội phách lối xem thường người khác. Là người thì hãy cố gắng học hỏi văn hóa xứ người, sự biết ơn, trách nhiệm và sống trung thực. Nếu không chịu tiếp thu, bạn sẽ tự đào thải chính bản thân, khó hội nhập thế giới chung quanh. Hãy chọn một quê hương và sống hết mình làm gương cho con cháu. Đừng đánh giá vội vàng ai là nghèo, là thua mình.
bạn sẽ nhận lấy sự khinh bỉ xa lánh từ từ dù người ta không nói ra. Qua xứ người mà cứ suy nghĩ thiển cận, không mở cái trí óc ra để nhìn thấy rồi so sánh thì càng làm cho người ta ghét mình. Bảo thủ cố chấp không chịu tiếp thu thì trước sau ai cũng rời xa. Cái tính toán hơn thua quyền lợi, sống cho cái tôi và cái gian xảo học được tại xứ thiên đường xã hội chủ nghĩa, nên chôn sống nó đi. Sử dụng điều ấy trên đất tự do thì khó tránh pháp luật, nó sẽ chào hỏi bạn lúc nào. Lúc đó mếu máo cười khóc không kịp. Cuộc sống mới nên nhập gia tùy tục khi bỏ quê hương ra đi. Bạn đã xin vào nước người ta ở thì đừng để người ta khinh. Không ai bắt bạn đến trước cửa nhà của đất nước họ. Bạn tự nguyện cầu xin thì phải biết điều và chấp nhận mọi sự. Bước đầu tiên bắt đầu là làm lại cuộc đời, phải đi học cái nhân văn, học cái hay để không làm tổn thương cái chữ người Việt Nam. Còn sống ở xứ người mà hồn ở Việt Nam thì nên về bên đó sống. Không nên tận dụng cái ưu điểm nơi mình định cư rồi lại làm lợi cho cái nước mà mình đã bỏ nó ra đi. Cuối đời lại quay về tận dụng cái chính sách ưu đãi người già xứ người thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Hãy gắng mà sống chân thành bằng cái tâm của mình thì cuộc đời sẽ luôn mỉm cười với bạn.